Trần Trần Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay thì vẫn cho phép Phong cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào mà có nhu cầu về thẩm mỹ, muốn gương mặt của mình đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc là sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với lại thẩm mỹ viện Cang Nam Cali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789, hoặc gửi email trực tiếp là thẩm mỹ viện cangnamcali@gmail.com, thẩm mỹ viện cangnamcali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả. Và bây giờ như thường lệ thì chúng ta lại bước vào cái phần tin tức mỗi chiều tối của chúng ta. Đầu tiên hết là một tòa án liên bang trong tuần này đã đưa ra phán quyết bất lợi cho chính quyền của Joe Biden về các quy tắc mà họ áp dụng cho các hệ thống máy giặt, máy sấy và máy rửa chén theo tường trình của tờ Washington Examiner, và căn cứ trên những cái lý do đưa ra là những cái thiết bị này đã không đáp ứng được cái nhu cầu về thiếu hụt năng lượng và nó không có hữu hiệu. Quyết định này đã được đưa ra bởi một tòa ở tại New Orleans, trong đó căn cứ vào sự thiếu về cái vấn đề gọi là cung cấp nguồn năng lượng cho cái các hệ thống này đã không đầy đủ để mà thay thế và thực hiện cái tiến trình gọi là Green New Deal của ông Joe Biden. Và đây là một cái vụ án liên quan tới việc mà cái cơ quan bà kiểm tra này đã yêu cầu những cái máy giặt, máy sấy và kể cả máy rửa chén trong nhà quý vị là phải thực hiện cái tiến trình năng lượng xanh và giảm bớt tất cả những cái sử dụng về hệ thống khí ga, mà đi ngược lại với một cái quyết định của cựu Tổng thống Trump năm 2018, trong đó buộc các cái người giới tiêu thụ là phải chọn lựa những cái máy mang tính chất là điện. Tuy nhiên thì việc này đã dẫn tới một cái phán quyết của bên phía tòa án liên bang cho rằng chính quyền của Joe Biden đã vi phạm vào cái quy tắc quyền tự do của giới tiêu thụ, và cái quyết định này đã được đưa ra gây bất lợi cho Joe Biden trong cái quy tắc áp dụng về gọi là theo đuổi nguồn năng lượng xanh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Joe Biden đã không được thông báo về tình trạng ung thư tuyến tiền liệt của ông Bộ trưởng Quốc phòng cho tới ngày hôm nay. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden đã hoàn toàn không biết được Bộ trưởng Quốc phòng của ông ta là Lloyd Austin đã bị ung thư tuyến tiền liệt cho tới ngày hôm nay thứ ba, theo tường trình của Tòa Bạch Ốc chỉ vài phút sau khi mà nó được công bố ra bên ngoài do ảnh hưởng của cái cuộc giải phẫu này. Ông Austin, 70 tuổi, đã vào bệnh viện từ ngày 1 tây tháng 1 trong cái bệnh viện gọi là Walter Reed National Military Medical School. Và sự thật thì ngũ giác đài đã tìm cách che đậy chuyện này trước công chúng, và Tòa Bạch Ốc cũng như là phía của Quốc hội đã không được biết cho tới tuần này. Và điều này đã dẫn tới một cái chỉ trích mạnh mẽ về mặt chính trị. Và một trong những người phụ tá của ông Austin là Kathleen Hicks đã tạm thời nắm quyền trong những ngày này. Bà ta cho biết trong một cái lời báo cáo khi bà ta nghỉ vacation ở tại Puerto Rico và nói rằng ông ta sẽ quay trở lại làm việc trong ngày 2 tây tháng 2. Tuy nhiên thì ông Biden đã không được thông báo cho tới ngày thứ năm tuần rồi, và Bộ trưởng Quốc phòng vào trong bệnh viện, và ông cũng ta cũng không được thông báo cho tới sáng ngày hôm nay về cái tình trạng đi bệnh viện là như thế nào, và trong đó được biết và xác nhận là ung thư tuyến tiền liệt. Đó là lời phát biểu của John Kirby đã đưa ra trong một cái cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc, và không ai trong Tòa Bạch Ốc biết được rằng Bộ trưởng Quốc phòng đã bị ung thư tuyến tiền liệt cho tới sáng ngày hôm nay, và Tổng thống mới được thông báo tức thì ngay sau đó. Ông Austin và ông bà Biden đã có cuộc nói chuyện vào ngày thứ Bảy và vẫn chưa rõ ràng là ông Biden đã không biết được chuyện này cho tới ngày thứ Ba hôm nay, khi mà hôm thứ Bảy vừa rồi hai bên đã có cuộc nói chuyện và ông Austin cũng không nói cho ông Joe Biden biết là ông ta bị ung thư tuyến tiền liệt và phải giải phẫu. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất, và ông ta đã được đưa bằng ambulance, tức là xe cấp cứu, vào trong bệnh viện ngày 1 tây tháng 1 vừa qua. Và việc này đã được che giấu từ cái hôm ông vào cho tới ngày 4 tây, tức là 4 ngày sau đó. Và
Bản tin cho biết thì ông ta đã bắt đầu bị có triệu chứng này từ ngày 22 tây tháng 12. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt của ông Bộ trưởng Quốc phòng mà Joe Biden ngày thứ Bảy nói chuyện mà lại không biết được cho tới sáng ngày hôm nay thứ Ba. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì Tòa Bạch Ốc cho biết họ đang thực hiện cái tiến trình duyệt xét lại tất cả những cái tiến trình về nội các sau khi mà cái bí mật của ông Bộ trưởng Quốc phòng ở trong bệnh viện đã bị đưa ra công chúng. Bản tin mới nhất cho biết thì Tòa Bạch Ốc đã cho duyệt xét lại toàn bộ cái quá trình và quy trình làm việc của nội các sau khi mà họ nói rằng là có cái cuộc bừng tỉnh trong lúc mà ông Lloyd Austin đã cố tình giấu bí mật và không để cho công chúng cũng như là Tòa Bạch Ốc và Quốc hội biết được về tình trạng sức khỏe của ông ta. Một bản ghi nhớ đã được đưa ra bởi động lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc là Jeff Zients. Trong đó đã thông báo cho tất cả các bộ trưởng nội các và kể cả các cơ quan trong chính quyền liên bang là phải cho biết ngay về tình trạng của họ nếu như mà có cái nguy hiểm về sức khỏe bắt đầu từ ngày thứ Sáu 12 tây tháng 1 năm 2024 và sẽ báo cáo trực tiếp cho Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc cho biết họ đang thực hiện một cái tiến trình để mà duyệt xét lại tất cả những cái quyền của các cái cơ quan trong chính quyền liên bang và những người đứng đầu trong chính quyền liên bang, và trong đó họ nói rằng là đã có những cái thiếu sót và sai lạc cũng như là đã không thông báo đầy đủ cho Tòa Bạch Ốc biết, và điều này đã dẫn tới một cái sự tranh cãi chính trị lớn. Đó là một trong những cái thông báo và bản memo, tức là bản cái ghi nhớ mà phía Tòa Bạch Ốc đã đưa ra cho tất cả các thành viên trong nội các. Bản ghi nhớ này đã được gửi trực tiếp tới cho cái văn phòng của đặc trách về nội bộ của Bộ Nội các và kể cả động lý văn phòng trong cái trường hợp mà có cái biến cố tương tự như là ông Lloyd Austin. Đây được xem là một vấn đề gây tranh cãi rất lớn và đã có một cái tiến trình yêu cầu đàn hạch hoặc là kêu gọi ông Lloyd Austin từ chức vì đã vi phạm lời thề của ông ta là không tròn cái trách nhiệm của ông ta đối với cái vai trò ông ta là Bộ trưởng Quốc phòng trong lúc mà ông ta không thông báo về cái cuộc giải phẫu bệnh cancer tuyến tiền liệt này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Comer lên tiếng cảnh cáo ông Garland là phải có một cách giải quyết đối với là tình trạng mà nghị quyết ngày hôm qua mà trong đó đã được đưa ra nhằm buộc tội ông Hunter Biden về cái khinh thường Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm tại Hạ viện là ông James Comer đã lên tiếng cảnh cáo ông Merrick Garland nếu như ông ta không giải quyết tình trạng của Hunter Biden, con trai của ông Tổng thống Joe Biden, cùng một lượt với lại các thành viên của Đảng Cộng hòa đã từng bị kết án về tội khinh miệt Quốc hội, thì ông ta có thể sẽ đối diện với một cuộc đàn hạch. Trong một cái lời phát biểu thì ông James Comer nói rằng với việc tôn trọng ông Merrick Garland, chúng tôi đã biết được ông ta làm cách nào đối với lại ít nhất là hai thành viên Đảng Cộng hòa đã bị kết án về tội khinh miệt Quốc hội. Ông James Comer đã nói với lại nhân vật gọi là Chris Sasekodo ở đài truyền hình Newsmax vào ngày thứ Hai, và bây giờ ông ta có thêm cơ hội để làm một cái trường hợp tương tự như vậy với Đảng Dân Chủ, và điều này là một cái điều cần thiết. Đó là lời phát biểu của ông James Comer đưa ra. Và khi mà được hỏi tới về liệu ông Garland, tức là ông Bộ trưởng Tư pháp, có sẽ có một cái hành động khác hay một cái thái độ khác đối với Hunter Biden hay không, thì ông James Comer nói rằng tôi chưa biết, nhưng mà tôi nghĩ là họ sẽ có hai tiêu chuẩn khác nhau, một tiêu chuẩn dành cho phía của Dân Chủ và một tiêu chuẩn dành cho phía của Đảng Cộng Hòa. Lời phát biểu của ông đưa ra sau khi mà đã có một cái nghị quyết được thông qua dưới cái ủy ban của ông cùng với lại ủy ban tư pháp, là dự tính sẽ đưa ra ngày thứ Tư, tức là ngày mai, một cái nghị quyết cho toàn Hạ viện bỏ phiếu, mà trong đó cả ông James Comer lẫn ông Jim Jordan sẽ chính thức là buộc tội ông Hunter Biden đã có thái độ khinh thường Quốc hội khi ông ta không ra xuất hiện và tường trình và cũng như điều trần ở trong cái ngày 13 tây tháng 12. Và điều này đã dẫn tới việc mà phía Đảng Cộng hòa ở tại các ủy ban ở Hạ viện đã tiến hành cái tiến trình gọi là buộc tội ông ta khinh thường Quốc hội. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì ông James Comer đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về việc mà có một số những thành viên của Đảng Hòa đã bị ông Bộ trưởng Tư pháp Garland đã truy tố về cái tội gọi là khinh thường Quốc hội, và giờ đây thì tình trạng tương tự như vậy, để xem ông Garland có thực hiện đúng cái vai trò của ông ta hay không, hay ông ta sẽ có một cái thái độ khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay quỹ ban xin lỗi quý vị, hội đồng điều hành cái trường đại học Harvard đang đối diện với cuộc điều tra của Quốc hội về tình trạng che đậy cho bà Gay sau khi bà này bị cáo buộc là đạo văn. Những người quản trị trường đại học Harvard hiện nay đang đối diện với một cái cuộc điều tra của các nhà lập pháp trong Quốc hội, đang mong muốn biết được lý do tại sao mà họ che đậy cho bà hiệu trưởng trước đây là bà Claudine Gay khi bà ta đã vi phạm và bị cáo buộc các cái tội đạo văn. Theo tường trình của tờ New York Post cho biết, ủy ban đặc trách về giáo dục và làm việc ở trong cái Bộ Lao động ở trong cái ủy ban này nói rằng họ sẽ sử dụng tất cả những cái phương tiện cần thiết, bao gồm luôn những trác hầu, để giám sát cái trường đại học Harvard đang tìm cách che đậy cho bà Gay trong mấy tuần qua, trước khi mà bà ta từ chức, liên quan tới cái việc mà bà ta đã có cái thái độ giải quyết bất ổn trong cái chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học, và sau đó họ cáo buộc bà ta đã có tình trạng đạo văn. Bà Gay, người vẫn tiếp tục nhận số tiền lương 900.000 Mỹ Kim một năm, và theo tường trình cho biết từ tờ New York Times, sau khi mà nói rằng đây là cái hành động gọi là phân biệt đối xử chứ không phải là phân biệt đối với là người Hồi giáo, trong đó gần như bà ta đã bị biến mất ra khỏi cái ghế này sau khi có những cáo buộc đối với bà ta. Và chủ tịch của ủy ban giáo dục tại sàn Hạ viện là bà dân biểu Alice Stafford đã nói với lại phía một thanh xin lỗi quý vị, thành viên của hội đồng của ủy ban giáo dục ở tại Hạ viện là bà Alice Stafford đã nói với tờ New York Post là 12 thành viên ở trong cái hội đồng quản trị của Harvard, trong đó bao gồm luôn cả một cựu bộ trưởng thương mại của Obama trước đây là Penny Pritzker, sẽ phải trả lời về việc họ che đậy tất cả những cái cáo buộc đối với lại bà Gay, và trong đó rõ ràng là có một cái hành động mà theo lời mô tả của bà Stephanie là hành động bức hại và kiểm duyệt. Đây được xem là một trong hội đồng mạnh mẽ và gần như họ quyết định toàn bộ cả cái hệ thống đại học Harvard. Việc này diễn ra sau khi mà bà Gay đã xuất hiện trên sàn Hạ viện và đã trả lời một cách thiếu ý thức trong việc mà không giải quyết được cái chủ nghĩa bài Do Thái ngay trong khuôn viên trường đại học. Và ngay sau đó thì một số sinh viên của trường đại học Harvard ngày 27 tháng 10 đã viết một lá thư và gần như là lên án gay gắt phía Do Thái. Đây là được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới các cái trường đại học tinh anh tại Hoa Kỳ đã bắt đầu có những cái chính sách được xem là khá thiên vị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công tố viên của Georgia chịu trách nhiệm chung với bà biện lý trong cái vụ án mà là cáo trạng đối với cựu Tổng thống Trump tại Georgia đã có hai cái hóa đơn mà trong đó cho thấy họ đã tiếp xúc với tòa bạch ốc trước khi mà đưa ra cái ca và trong lúc đưa ra cái cáo trạng đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Bản tin mới nhất cho biết cái nhân vật được mô tả là công tố viên chống tham nhũng được thuê mướn bởi cái quận Fulton County và văn phòng biện lý của bà Fannie Willis đã nộp trên tòa tất cả những cái hóa đơn về cái mối quan hệ đầy tình cảm ướt át của bà ta với công tố viên này trong hai cái hóa đơn năm 2022, và trong đó cho thấy họ đã tiếp xúc với lại phía tòa bạch ốc. Nathan Webb đã nói rằng ông ta đã chi ra 2.000 Mỹ Kim cho một cái cuộc nói chuyện với lại tòa bạch ốc ở DC vào ngày 18 tháng 11 năm 2022 và có thêm 2.000 Mỹ Kim để bay tới Athens, tức là thủ đô của Hy Lạp, cùng với lại cố vấn của tòa bạch ốc trong tháng 5 năm 2022. Và bà Willis đã mướn ông Webb để mà truy tố cựu Tổng thống Trump, gia tăng câu hỏi về vai trò và của ông ta và vai trò của bà ta với chính quyền liên bang. Và các cái hóa đơn này là nằm trong một phần trong 127 trang đã được đệ trình bởi một trong những người được mô tả là đồng bị cáo chung với ông Trump là Michael Roman, một cựu chiến dịch tranh cử cho ông Trump, người đã bị cáo buộc tội với cái gọi là racketeering, tức là cái tội gọi là nổi loạn, một phần trong cái cuộc bầu cử tại Georgia vào năm 2020. Và sau đó thì Roman đã điền đơn và gọi cái hành động của bà Willis và ông Wade cũng như văn phòng biện lý là phải disqualify, tức là không đủ điều kiện để tiếp tục theo đuổi cái tiến trình gọi là cáo trạng đối với ông và kể cả Tổng thống Trump, vì họ đã có những mối quan hệ gọi là lãng mạn. Và trong đó
gần như là những cái chi tiết này đã được công bố. Và hiện nay thì Ủy ban Tư pháp đã phát động một cuộc điều tra bà Willis hồi tháng 8, trong đó là nếu bà ta có những cái liên lạc với lại phía của Bộ Tư pháp để đưa ra cái cáo trạng đối với cựu Tổng thống Trump tại quận Fulton County. Và cuộc điều tra này, bà Willis đã sử dụng cái ngân quỹ của chính quyền liên bang ở trong cái vai trò của bà ta ở tiểu bang để mà điều tra Tổng thống Trump và 18 người khác. Và điều này là một cái điều có thể vi phạm, và bà Willis đã truy tố ông Trump tới 13 tội danh liên quan đến việc mà gọi là lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 ở tại Georgia. Và hiện nay thì gần như là phía Đảng Cộng Hòa tin rằng đây là một trong những công cụ mà Tổng thống Joe Biden đã sử dụng Bộ Tư pháp để mà nhắm vào đối thủ chính trị của ông là ông Trump. Đây được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng. Và ông Wade đã có 16 giờ đồng hồ gặp gỡ với các thành viên của Tòa Bạch Ốc và cố vấn của Tòa Bạch Ốc và đã không có thêm chi tiết nào cung cấp trong cái cuộc gặp gỡ này. Tuy nhiên, hai ngày trước khi mà ông Wade đã có cuộc gọi là phỏng vấn với lại Tòa Bạch Ốc vào ngày 18 tháng 11, ông ta đồng thời cũng đưa ra một cái hóa đơn. Và 8 giờ trước đó là trong cái liên quan tới cái ủy ban ngày 6 tháng 1, đó là một trong những cái tin mới nhất mà ông ta đã nộp tất cả những chứng từ này. Và đây được xem là một trong những cái chi tiết liên quan tới cái mối tình lãng mạn giữa ông biện lý và bà ông công tố viên và bà biện lý đang phụ trách trong cái vụ án của ông Trump. Và đặc biệt ông công tố viên này lại là một người đã có vợ con. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren là người đầu tiên cao cấp của đảng Dân Chủ đã lên tiếng và phản đối quyết liệt cái việc mà xóa tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu của năm 2024. Bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của đảng Dân Chủ tại Massachusetts đã lên tiếng và phản ứng với quyết định gần đây ít nhất hai tiểu bang khi họ xóa tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu năm 2024 và nói rằng điều này không đúng và cần phải để cho cử tri quyết định. Trong cuộc phỏng vấn với lại một cái đài địa phương ở tại Massachusetts thì bà Warren nói rằng bà tin là cựu Tổng thống Trump đã có hành động nổi loạn. Tuy nhiên, bà đặc biệt lưu ý là cựu Tổng thống Trump không hề bị truy tố hay kết tội gì trong cái vấn đề nổi loạn, mặc dù rằng là đồng lý văn phòng của tiểu bang Maine và tối cao pháp viện của Colorado đã dựa trên hai cái yếu tố này để mà lấy tên ông Trump ra khỏi phiếu bầu. Tôi muốn đánh bại ông ta trong cái phòng phiếu. Đó là lời phát biểu của bà Warren, được xem là nhân vật cực tả trong đảng Dân Chủ và là một cựu giáo sư của trường đại học Harvard đã nói như trên. Tôi muốn nhìn thấy giải quyết cái bằng cái cách rất là công bằng ở trên phòng phiếu, bởi vì tôi không muốn bằng bất kỳ một cái hành động pháp lý nào liên quan tới vấn đề này. Và bà ta nói rằng bà ta đã chỉ trích rất mạnh mẽ ông Trump trong cái việc mà ông đã lên tiếng và cáo buộc cái cuộc bầu cử năm 2020 là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Tuy nhiên thì tuần trước, tối cao pháp viện của Liên bang Hoa Kỳ, tức là Scottus, đã đồng ý là nhận cái lá đơn của ông Trump trong cái phán quyết của Colorado và dự tính là sẽ có cái cuộc điều trần vào ngày 8 tháng 2. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất, và đây là một thành viên của đảng Dân Chủ và từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 2020 trước khi mà bà tập tour rút lui dành lại cho Joe Biden. Thì bà Elizabeth Warren đã lên tiếng và nói rằng đây không phải là quyết định về mặt pháp lý mà đây là sự chọn lựa của cử tri. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì các cử tri da đen đã tiếp tục bác bỏ Joe Biden và đã giảm dần cái sự ủng hộ cho ông ta năm 2024, và họ khẳng định tất cả dưới thời của Trump đều tốt hơn dưới thời của Joe Biden. Bản tin mới nhất từ đài truyền hình Fox News cho biết thì các cử tri da đen trong ngày thứ ba đã lên tiếng và chống lại ông Tổng thống Joe Biden và nói rằng ông ta đã thất bại trong vai trò Tổng thống và khiến cho họ đã bị giảm đi sự ủng hộ của họ cho dành cho ông Joe Biden. Bản tin mới nhất cho biết thì cử tri của đảng Cộng Hòa ở tại Georgia có tên là Dorothy Harper và cử tri của đảng Dân Chủ ở tại Alabama là Jason Brown đã cùng lên tiếng và chỉ trích gay gắt ông Joe Biden và nói rằng ông ta đang mất dần khối phiếu của người da đen. Những cử tri này lên tiếng và nói rằng khối cử tri da đen nhận ra là ông Joe Biden đã thất bại trong cái nhiệm kỳ của ông ta. Đó là lời phát biểu của một sứ viên đài truyền hình Fox đã đưa ra sau khi mà họ nói chuyện với cả hai người này, và cả hai người này khẳng định rằng tất cả mọi thứ đối với người da đen đều tốt hơn dưới triều đại của ông Trump. Họ nhìn thấy rõ ràng và họ nhìn thấy lại tất cả những gì mà đã xảy ra dưới triều đại mà ông Trump, và họ nói rằng chính ông Joe Biden đã thất bại, và họ nói rằng ông Biden
đã không thực hiện tất cả những lời cam kết của ông ta. Ông ta không có được như ông Donald Tổng thống Trump. Tổng thống Trump tuy không có nhiều lời cam kết với cộng đồng da đen, tuy nhiên ông đã làm việc rất nhiều và cung cấp rất nhiều hỗ trợ cho cộng đồng da đen. Đây được xem là một trong những cử tri, một là của tiểu bang Georgia thuộc Đảng Cộng Hòa và một là dân chủ của tiểu bang Alabama, đồng lên tiếng và nói rằng họ sẽ thúc đẩy lần này và không chấp nhận ông Joe Biden đại diện cho Đảng Dân Chủ. Và mức ủng hộ của ông Joe Biden trong cộng đồng và của người da đen đã giảm xuống khoảng 25% kể từ năm 2021. Ông ta hiện nay là lúc mà ông ta nhận chức là 87% của người da đen. Và hiện nay thì mức ủng hộ ông ta rớt xuống còn chỉ còn có 62% ở trong cộng đồng người da đen. Và một cuộc thăm dò mới nhất của đài NBC đưa ra cho thấy là cuộc bầu cử tái tranh cử của ông Joe Biden năm 2024 dường như là đã không ảnh hưởng tới khối cử tri da đen của tiểu bang South Carolina, nơi mà cộng đồng da đen đã giúp cho ông ta có thể thắng được vào năm 2020. Và ít nhất họ nói rằng họ đã có những cái hành động khác, bởi vì ông ta đã vi phạm lời hứa và đã không giữ cái lời cam kết của ông ta lúc tranh cử. Đây được xem là một trong những cái chi tiết khá là mạnh về liên quan tới cộng đồng da đen đã bắt đầu lên tiếng, và họ nói rằng tất cả mọi thứ dưới triều đại của Joe Biden trở nên tệ hại hơn so với triều đại của ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cùng một lượt thì Viện Gallup đã đưa ra cuộc thăm dò cho thấy là ông Trump đã gác ông Joe Biden một điểm so với tháng trước ông gác nhiều hơn. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu Tổng thống Trump đã gác điểm ông Joe Biden chỉ có một điểm trong cái cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup đã đưa ra. Ông Trump đang là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa được 42% sự ủng hộ, theo tường trình của Gallup cho biết, thấp hơn so với lại 45% trong tháng 10 của năm 2020, tức là cái năm mà có bầu cử. Và ông Biden thì được ủng hộ là 41% ở những người trưởng thành và giảm đi 8% so với trước đây là ông ta được 49% năm 2020. Và Viện Gallup phát hiện ra mức ủng hộ của ông Joe Biden đã giảm 18 điểm so với cái số điểm mà của năm 2021 vào tháng 1 là 59%. Và kể từ khi mà ông ta trở thành tổng thống thì cái mức ủng hộ của ông ta đã giảm đi rất nhiều từ các cái biến cố về xã hội, theo tường trình của Viện Gallup cho biết. Và ông Joe Biden chỉ được ủng hộ bởi những người lớn tuổi là 47% và ít nhất là 18-34 là ở mức 30%. Trong khi đó thì cái mức mà cộng đồng da màu ông ta đã giảm xuống còn có 16 điểm ở mức 48% so với năm 2020. Và đây được xem là một con số mà ta thấy được. Trong khi đó thì ông Trump lại có sự gia tăng sự ủng hộ của người da màu lên tới 9 điểm so với trước đây. Và ông Trump đã có cái hình ảnh tốt hơn ở cái cộng đồng của người đàn ông, những người trẻ tuổi và kể cả những người lớn tuổi da trắng, những người không có trình độ đại học và kể cả Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, ông Joe Biden dường như là đã có được thêm cái sự giữ được cái sự ủng hộ của những người lớn tuổi, phụ nữ, những một số những người da màu, những người tốt nghiệp đại học và Đảng Dân Chủ. Đây được xem là cái cuộc thăm dò mới nhất, và ứng cử viên độc lập là Robert Kennedy Jr. cũng đã được ít nhất là phân nửa những người lớn tuổi ủng hộ so với lại ông Trump và kể cả ông Joe Biden. Và trong Đảng Cộng Hòa, ông Trump được xem là the best, tức là tốt nhất, 79%, và ông đã có 19% ủng hộ. Trong khi đó thì ông Ron DeSantis chỉ được có 63%, và Nikki Haley là được 44%. Đây được xem là cái cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup đưa ra. Và vì cuộc thăm dò này đã được thực hiện từ ngày 1 cho tới ngày 20 tháng 12 với 1013 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, và họ không cho biết được cái số sai biệt. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lần đầu tiên giới chức quân sự của Trung Quốc đã ghé thăm Ngũ Giác Đài trong vòng 4 năm qua. Bản tin mới nhất cho biết thì các viên chức hàng đầu của Hoa Kỳ và quân sự về ngành quốc phòng đã có cuộc gặp gỡ mặt đối mặt tại Ngũ Giác Đài vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3, lần đầu tiên kể từ tháng Giêng năm 2020, và tái lập lại cái cuộc thảo luận của họ liên quan tới các tiếp xúc về quân sự. Cuộc họp này diễn ra giữa lúc mối quan hệ của Washington và Bắc Kinh trong những tháng gần đây đã có vẻ cải thiện. Tuy nhiên thì vẫn không có một cái cuộc tiếp xúc nào về mặt quân sự hoặc là các lãnh đạo chính trị của họ cho tới khi có cuộc gặp gỡ của ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình. Cuộc thảo luận này diễn ra bởi
Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng đặc trách về Trung Quốc là Michael Chase và tư lệnh của Trung Quốc là tướng Song Yanchao, phó giám đốc điều hành của cái Ủy ban Quân ủy Trung ương đặc trách về hợp tác quân sự quốc tế. Và cuộc đối thoại diễn ra 2 ngày giữa đôi bên thảo luận về các mối quan hệ về quân sự giữa đôi bên, cũng như họ nhấn mạnh cái tầm quan trọng là quản trị tất cả những cái cuộc tiếp xúc và đối thoại về quân sự theo tường trình của đôi bên cho biết như trên. Và phía Hoa Kỳ đồng thời cũng cho biết là họ sẽ tiếp tục duy trì cái việc bay, đậu và thực hiện tất cả những cái hoạt động ở trên không và ở trên mặt biển dưới luật lệ của quốc tế cho phép. Và họ tái nhắc lại là chính quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đã có những cái hành động vi phạm vào cái luật quốc tế khi mà họ có những hành động uy hiếp với các cái tàu của Philippines trên Biển Đông. Đây được xem là một trong những cái lời tiết lộ từ phía của ông từ phía của Ngũ Giác Đài. Và phái đoàn của Trung Quốc đã viếng thăm Washington tiếp theo cuộc gặp gỡ của ông Tập Cận Bình, chủ tịch nhà nước Cộng sản Trung Quốc, và Joe Biden vào tháng 11 vừa qua ở bên lề của hội nghị APEC, và đồng thời tiếp theo cuộc gặp gỡ vào tháng 12 của Tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ là tư lệnh Brown cùng với lại bộ Tổng tham mưu trưởng của lực lượng PLA là tư lệnh Liu Zhenli. Và đây là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên trong 4 năm, lần đầu tiên trong 4 năm ngay tại Ngũ Giác Đài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Tổng thống Indonesia đã thảo luận vấn đề Biển Đông với lại Tổng thống Marcos của Philippines. Bản tin từ hãng thông tấn Bloomberg cho biết thì Tổng thống của Indonesia là ông Joko Widodo đã nói rằng tình trạng trên Biển Đông và các cái vấn đề liên quan tới mậu dịch trong cái cuộc thảo luận của ông ta với Tổng thống Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr. trong lúc mà ông đang viếng thăm Manila. Philippines là một đối tác quan trọng của Indonesia. Rất nhiều người dân Indonesia và các dụng cụ quốc phòng của Indonesia đã được mua từ phía Philippines, và cuộc đầu tư này vẫn là một cái dấu hiệu quan trọng. Đó là lời phát biểu của nhà lãnh đạo Indonesia đã đưa ra sau khi mà có ông rời khỏi Jakarta vào ngày thứ ba để mà tới viếng thăm Philippines vào mùa tháng 4 năm ngoái. Thì Philippines đã ký một cái hợp đồng mua ít nhất là 6 cái chiến đấu cơ hạng nhẹ từ cái cơ sở sản xuất và công ty sản xuất có tên gọi là PT Dirgantara Indonesia, và cung cấp cho lực lượng không quân của họ. Căng thẳng trên Biển Đông đã diễn ra giữa Trung Quốc và Philippines và đang có thể bùng phát trong những tháng gần đây, đã khiến cho các quốc gia nằm trong khối ASEAN nhóm họp lại. Và trước cuộc gặp gỡ giữa ông Widodo và ông Marcos, thì Ngoại trưởng của Indonesia là Retno Marsudi cùng với lại đối tác của bà là Erick Manalo đã gặp gỡ tại Manila vào ngày thứ ba để thảo luận về mối quan hệ song phương và các vấn đề trong khu vực, bao gồm luôn việc tranh chấp ở Biển Đông và cơn khủng hoảng tại Miến Điện. Trên Biển Đông, Indonesia sẵn sàng làm việc với tất cả các quốc gia thành viên của khối ASEAN, bao gồm luôn Philippines, để mà hoàn tất cái quy tắc ứng xử càng sớm càng tốt, bà Marsudi đã phát biểu trong cuộc họp báo. Và trong đó thì đôi bên cũng nhấn mạnh đến cái cuộc gọi là giải quyết cơn khủng hoảng ở tại Miến Điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt, Hoa Kỳ và các đối tác đã lên án việc mà chuyển giao vũ khí giữa Bắc Hàn và của Nga. Đó là một cái tin mới nhất. Một bản statement chung, tức là một bản thông cáo chung của Hoa Kỳ và các đối tác của họ trong ngày thứ ba đã lên án gay gắt việc chuyển giao vũ khí giữa Bắc Hàn và của Nga, trong đó bao gồm luôn việc mà Nga đã sử dụng cái hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn mà Bosco đã tấn công vào Ukraine vào ngày 30 tây tháng 12 và ngày 2 tây tháng 1. Phía bản Moscow và Bình Nhưỡng đã lên tiếng và nói cho biết là họ không có ý kiến gì liên quan tới vấn đề này. Tuy nhiên, đôi bên đã có sự quan hệ gần gũi kể từ khi mà bùng nổ cuộc chiến tại Ukraine. Mặc dù họ đã bác bỏ tất cả những cái gọi là thỏa thuận về vũ khí, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp gỡ với lại ông Vladimir Putin ở miền cực đông của nước Nga vào tháng 9 năm ngoái, và các viên chức cao cấp của Nga cũng đã viếng thăm Bình Nhưỡng, và điều này đã dẫn tới việc mà phía Tòa Bạch Ốc cho biết là Nga đã sử dụng các cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn của Bắc Hàn và thực hiện để tấn công vào Ukraine, ít nhất là cuộc tấn công ngày 30 tây tháng 12 và cuộc tấn công ngày 2 tây tháng 1 là hai cuộc tấn công được mô tả đã sử dụng các cái hỏa tiễn của Bắc Hàn. Và phía Hoa Kỳ và các đồng minh lên án gay gắt điều này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt, trong ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã tái định nghĩa lại Nam Hàn là một trong những quốc gia thù địch nhất của Bắc Hàn.
Bản tin từ Seoul cho biết nhà lãnh đạo của Bắc Hàn, ông Kim Jong-un đã lên tiếng tái định nghĩa lại và khẳng định Nam Hàn là một trong những quốc gia thù địch nhất của ông chế độ của ông ta, theo tường trình của đài KCNA đưa ra. Đồng thời, ông cáo buộc phía Seoul đã có thái độ gọi là đối đầu và cố tình xây dựng tất cả những cái mạng lưới quân sự đe dọa tới khả năng quân sự của ông ta và sẵn sàng sử dụng vũ khí nguyên tử để kiềm chế. Và lời phát biểu của ông ta đưa ra trong lúc mà ông ta viếng thăm các cái công xưởng sản xuất đạn dược của Bắc Hàn trong đầu tuần này, theo tường trình của KCNA. Và ông Kim Jong-un đồng thời cũng cho rằng cái tình trạng mối quan hệ tệ hại giữa đôi bên là một cái thách thức mới, và nó được xem là một cái thách thức và không thể xóa đi, và là một sự thật. Đây được xem là một trong những lời diều hâu nhất mà ông Kim Jong-un đã dành ra cho phía của Nam Hàn ngay sau khi mà ông ta đã bắt đầu có chuyến thăm viếng tất cả những cái cơ sở về quân sự của Bắc Hàn, bao gồm các cái nơi chế tạo các cái xe bệ phóng hỏa tiễn, các cái công xưởng chế tạo đạn dược, và kể cả những cái khu vực được xem là cung cấp các thiết bị cho giới quốc phòng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nam Bắc Hàn ngày hôm nay. Và cuối cùng, liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Tập Cận Bình đe dọa là sẽ có một cuộc cách mạng đại văn hóa mới nhắm vào cái giới được xem là đối lập của ông ta trong Đảng Cộng sản. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu đưa ra một cái sáng kiến mà ông ta gọi là Marble Bridge, tức là một cây cầu bằng đá chắc chắn, trong việc mà ông ta đã bắt đầu thực hiện một cái chiến lược trước đây mà Mao Trạch Đông đã thường dùng, mà họ gọi là một cuộc cách mạng đại văn hóa từ năm 1966 cho tới năm 1976. Và điều này là Mao Trạch Đông đã sử dụng cái chiến lược này để chiếm quyền lực và truy ra sát đối với những đối thủ chính trị. Trong ngày 5 Tây tháng 1 vừa qua, thì nhân vật có tên là Yuan Hongqin được xem là một trong những chuyên gia về Trung Quốc và là một nhà bất đồng chính kiến ở tại nước Úc cho biết, dư luận cho thấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách thúc đẩy bởi Liu Yuan, được xem là con trai của một cựu phó chủ tịch quân ủy trung ương ở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc là Liu Shaoqi, được xem là một nhân vật đang có cái thái độ chống lại cái sự độc tài của Tập Cận Bình. Và hiện nay Tập Cận Bình đang có rất nhiều những cái đường hướng chỉ đạo để mà tìm cách loại trừ nhân vật này. Đây được xem là một trong những cuộc chi tiết về cuộc đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và trong đó Tập Cận Bình có thể tái lập lại cái chương trình gọi là cuộc cách mạng đại văn hóa mà Mao Trạch Đông đã áp dụng ở thập niên 60 và 70 trước khi ông ta chết, để mà triệt hạ tất cả các đối thủ chính trị trong nội bộ đảng. Và đây được xem là một trong những cái bản báo cáo mới nhất liên quan tới nội tình của Trung Quốc. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!